Ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã áp giải bị cáo Nhâm Hoàng Khang đến tòa án để thực hiện phiên xét xử. Theo ghi nhận của phóng viên, bị cáo Nhâm Hoàng Khang không có thay đổi nhiều so với trước lúc bị bắt giam. Theo cáo trạng, Khang là người làm nhiều ngành nghề có liên quan như thiết kế website, dựng phim, sửa chữa điện thoại di động, nên có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin. Khoảng cuối tháng 10 năm 2020, Khang sử dụng điện thoại di động, truy cập vào website tvrex.exchange, gọi tắt là sàn tvrex, đăng ký mở nhiều tài khoản. Sau khi có tài khoản Khang phát hiện sàn Trex có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác, gồm có các lỗi lấy được hết tiền trong ví điện tử, lỗi lấy được chứng minh nhân dân khách hàng trên sàn, lỗi lộ thông tin cơ sở dữ liệu, nên đã tống tiền ông VNC, chủ sàn Trex. Từ tháng 11-2020 đến tháng 1-2021, phía ông C chuyển khoản cho Khang tổng cộng 433,6 triệu đồng. Khang còn xâm nhập vào tài khoản Facebook của một nghệ sĩ, sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng người này xác định không bị thiệt hại và không tố cáo Khang. Bên cạnh đó, Khang còn lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên website nội bộ vn của báo điện tử VOV.